Hi, xin chào mọi người. Hôm nay DTS sẽ demo bạn. Mọi người xem một sản phẩm camera Fade Touch 8242 FPFT. Rồi, đây bắt đầu sẽ xin đi vào trước đây. Rồi. Đi vào đó. Ở đây sẽ phát hiện ra gương mặt của Sunny, đây là tạo data của chính xác, bắt chính xác 84%. Rồi. Tiếp theo. Tôm. Sunny đấy bạn. Rồi đeo kính, đây là nãy giờ có kính. Có kính có thể nhận ra được cô này. Lại cô kế bên là kia ăn ké theo nữa. Cô nha, cho dù cô lấy hai ngón tay cô che mặt nhưng vẫn phát hiện cô đây. Cô là người ba cái tăng nha. Đây là database. Rồi tiếp tục, một biểu cảm gì cho vui vẻ nha coi. Há mồm hả? Chớp chớp hả? Vẫn nhận ra há cho gì để há cô kia che mặt vẫn thấy là cô ấy nằm ở đầu đó. Có lịch xanh. Cô này che, lấy tờ giấy mà che hết mặt luôn vẫn nhận ra cô ấy này. Cô ấy là tôm. Cô này há mồm to quá. Rồi bay vào chắc chết. Lấy tay che mặt, đeo kính. Rồi. Làm gì nữa không? Làm gì vui vui nữa coi. Cái này gọi là té sắp mặt nè. Sao đã nó cái chỗ này. Đây là chuẩn bị cho nên ngày mai DTS sẽ tổ chức training.